Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai đã ra tay ám hại Nguyễn Chi Vịnh bị mắc bệnh lạ giống cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyện tướng Nguyễn Chi Vịnh đang bệnh nặng đã được loan truyền trên mạng xã hội cách đây không lâu. Dù đã được các đồng liên của Nguyễn Chi Vịnh thuộc học trò trưởng Nguyễn Văn Trỗi, tức trưởng thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi ở quá sự Tử Sơn, vùng Đông Bắc thành phố Quế Lâm, Trung Quốc xác nhận chính thức. Song dư luận vẫn chưa tin, vẫn cho rằng đó là tin mang màu sắc của thuyết âm mưu. Bởi họ nghĩ rằng tướng Vịnh năm nay mới 66 tuổi là con của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một công thần của chế độ. Và lại cả đời ăn sung mặc sướng thì sức khỏe phải rất tốt. Nên nghe tin ông Vịnh mắc bệnh lạ, ai cũng nghĩ những bệnh thường mà thôi. Họ không tin rằng lâu nay tin đồn không chồn cũng cáo. Ảnh tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp trên màn hình của VTV1 tối ngày 31 tháng 8 vừa qua. Bất ngờ, trong chương trình thời sự tối của VTV1 buổi 19 giờ tối 31 tháng 8, hàng chục triệu khán giả đã chứng kiến Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện. Trong phóng sự này của VTV1, ông Vịnh ca ngợi cuốn sách nhan đề Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược, quốc phòng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương mới xuất bản. Và số đông khán giả đều bị sốc. Họ sốc thật sự khi thấy tướng Vịnh hốc hác, gần như hết sạch tóc, mở gương mặt đầy dấu ấn của việc trị xạ ung thư. Khác hẳn so với vừa mới hôm nào, Nguyễn Chí Vịnh còn rất phong độ, oai phong, nói năng hùng dũng, đúng phong thái của một ông thượng tướng quân đội nhân dân. Người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tướng Vịnh trong một thể trạng tồi tệ của một bệnh nhân đang điều trị ung thư. Vậy tại sao lại xuất hiện trên truyền hình để mà cố ca ngợi trông trọng để làm gì? Nhìn ông Vịnh trong tình trạng sức khỏe suy sụp, đáng lo ngại như vậy, bạn bè, người thân của tướng Vịnh bức xúc cũng nói rằng chết đến đít rồi, phỏng vấn cái nỗi gì? Đúng là điên. Ông tướng Nguyễn Chí Vịnh vào năm 2019, lúc đang tại chức. Song giới thạo tin thì đánh giá, tướng Vịnh biết cuộc sống của bản thân không thể nào kéo dài, nên chơi kế sách rằng chỉ tang mạ hòe, tức là chỉ cây dâu mắng cây hòe, là một trong 36 kế sách trong binh thư của Trung Quốc. Nói thẳng ra là những ngày cuối đời, tướng Vịnh đã lobby Đài truyền hình Việt Nam đã xuất hiện trong chương trình Giờ Vàng và gián tiếp tố cáo với công luận rằng thể trạng sức khỏe như mọi người đang thấy có liên quan đến người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo lý lịch trích ngang, Nguyễn Chí Vịnh sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1957, là sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm lên đến chức thượng tướng. Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một trong những khai quốc công thần của chế độ. Nguyễn Chí Thanh là cánh tay phải của ông Lê Duẩn với chủ trương giải phóng miền Nam bằng bạo lực trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Nguyễn Chí Vịnh là con trai duy nhất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, là một trong những hạt giống đỏ của thế hệ đầu tiên. Tướng Vịnh đặc biệt gắn bó với những lãnh đạo cùng thế hệ với cha mình như Lê Đức Anh, Tố Hữu và được trùm mật vụ Lê Đức Thọ, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, đã dày công chăm sóc. Không chỉ có vậy, Nguyễn Chí Vịnh là con rể Trung tướng Đặng Vũ Chính, tức là Đặng Văn Trung, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Chí Vịnh đã trải qua các chức vụ như Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phụ trách đối ngoại và tình báo. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa như 11-12, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm, tính từ năm 2002 cho đến năm 2009. Giới thạo tin từng đánh giá, với một bề dày phi thường về mối quan hệ với giới lãnh đạo cao nhất kể từ đời đầu của chế độ hiện nay, có nhiều hy vọng về triển vọng Nguyễn Chí Vịnh sẽ trở thành Tổng Bí thư thế hệ 5X. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là trùm mật vụ Lê Đức Thọ tại Campuchia 1980.
Vậy mà bất ngờ với quan điểm về vấn đề trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của quân đội nhân dân Việt Nam, trái ngược với quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, theo phương châm Trung Quốc còn thì Việt Nam còn. Bạn, tức là Trung Quốc, có lấy vài ba hòn đảo của ta, tức là Việt Nam, thì rồi họ sẽ trả lại. Đó là quan điểm giống hệt như lãnh đạo Cộng sản miền Bắc khi nói về sự kiện Hải quân Trung Quốc đánh chiếm bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Điều mà trong hai bài phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Chí của nhà báo Tô Lan Hương, đó là bài Lời hứa không thể thực hiện được của đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bài Lời hứa nuôi Nguyễn Chí Vịnh lên người của các ủy viên Bộ Chính trị. Cha của tướng Vịnh, ông Nguyễn Chí Thanh, vốn là một nhân vật thân Trung Quốc, giống như ông Hồ Chí Minh vậy. Dư luận cho rằng ông Nguyễn Chí Vịnh cũng chịu ảnh hưởng của cha, cũng thân Trung Quốc, nhưng thân nửa vời, không theo quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc như Tổng Trọng. Hơn nữa, tướng Vịnh lại có quan điểm trái ngược với ông Trọng, không muốn làm nô lệ cho giặc Tàu. Nên Nguyễn Chí Vịnh nó mắc bệnh lạ như Trần Đại Quang thì có gì lạ đâu. Nhưng kẻ nào gây thù chuốc oán với Nguyễn Chí Vịnh chắc chắn ngày tận số sẽ còn không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai ra tay ám hại Nguyễn Chí Vịnh bị mắc bệnh lạ giống Chủ tịch Trần Đại Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 8, vì sao Tổng Trọng sẽ chơi sát ván, một mất một còn với Thủ tướng Chính. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, khóa 13, dự kiến sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10 năm 2023. Với nội dung sẽ tập trung để bàn về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đây là một cơ hội để cho các phe phái lao vào đấu nhau kịch liệt. Thông tin hành lang cho biết khả năng rất cao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức nghỉ khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 với lý do tuổi đã quá cao, tức là 82 tuổi, và đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tục bao gồm các khóa 11, 12 và 13. Điều đó đã trái với quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thạo tin cho biết Tổng Trọng hoàn toàn không muốn nghỉ vì lý do trên cương vị Tổng Bí thư hơn chục năm, ông Trọng đã gây thù chuốc oán và cũng lắm oán trái. Việc đó không chỉ ở Việt Nam mà chính trường ở các quốc gia độc tài toàn trị khác đều có quy luật bất thành văn rằng cá ăn kiến rồi có ngày kiến lại ăn cá. Ông Tổng Bí thư chọn người tham vọng quyền lực vào Ban chấp hành Trung ương. Đó là lý do vì sao hơn ai hết, ông Tổng Trọng hiện nay đang ở trong tâm trạng hết sức lo sợ. Đó cũng là lý do vì sao có những nguồn tin khả tín cho biết ông Trọng cố gắng giữ lại quan hệ thật tốt với Bắc Kinh. Với hy vọng nếu có biến, ông Tổng Trọng sẽ tiếp bước ông Hoàng Văn Hoan để mà sống nhờ những ngày cuối đời ở đất nước phương Bắc, nơi ông Tập hiện nay đang là Chủ tịch của Trung Quốc. Vì lo sợ nên vào những ngày tháng cuối cùng còn lại trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng quyết tâm phải xây dựng được một ekip lãnh đạo toàn tâm, toàn ý với mình. Đó là một bộ chính trị với 2/3 hoặc cả 4/4 nhân vật tứ trụ của Đại hội 14 phải là người của ông Trọng. Vì phải như thế, Tổng Trọng mới có thể ăn ngon, ngủ yên trong những ngày cuối đời của mình. Một cây gai trong mắt ông Trọng trước đây đã bị nhổ. Đó chính là cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bảy Phúc can tội không thèm giấu giếm tham vọng giành chiếc ghế Tổng Bí thư từ ông Trọng. Từ trước, trong và sau đại hội lần thứ 13, ông Phúc đã chuẩn bị bất kể ông Trọng nghỉ hay không. Chính Bảy Phúc là kẻ đã đầu têu kiên quyết không chấp nhận người kế cận ghế Tổng Bí thư trước đại hội 13 là Trần Quốc Vượng. Đó là lý do vì sao ông Trọng quyết định cứ ngồi lì lại chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội 13 mà không giao cho Bảy Phúc. Thực ra, tham vọng trở thành Tổng Bí thư
ở các lãnh đạo cao cấp từ tầm ủy viên Bộ Chính trị trở lên là điều cần khuyến khích. Bởi đã là chính khách, ai mà không có tham vọng vươn tới chiếc ghế quyền lực nhất đây. Đúng ra, lãnh đạo Việt Nam không ai không có tham vọng làm Tổng Bí thư, vì nếu không, nói như giáo sư Ngô Bảo Châu thì chỉ có bọn không bị thần kinh cũng dở hơi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nắm tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Hai người tỏ ra thân thiện, nhưng thực tế thì không phải. Vậy mà ông Tổng Trọng lại coi tham vọng đó là đặc quyền của ông ta mới được. Sợ tới mức dọa bóng dọa gió những điều cực kỳ vô lý như sẽ không đưa vào Trung ương những ai có tham vọng quyền lực cũng như tham nhũng. Nói như thế nghĩa là ai muốn ngồi đến chiếc ghế Tổng Bí thư thì phải ngang bằng phạm tội tham nhũng mức án lên đến tử hình hay chung thân hay sao? Đó là lý do mạng xã hội đã đặt câu hỏi. Cái thằng sợ mất ghế nhất là Tổng Bí thư như ông Trọng. Vậy thì có đối tượng có tham vọng quyền lực hay không? Và nếu thế, người không đưa vào Trung ương đầu tiên phải Long Trọng, chứ còn ai nữa đây? Thiên hạ bàn luận như vậy. Đến nay, mượn việc xin thôi chức chủ tịch của ông Bảy Phúc thì trách nhiệm chính trị vì cấp dưới có hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam có biểu hiện sai phạm. Nếu loại được Phúc rồi thì Trọng cũng bớt chứ vẫn chưa hết lo hẳn. Và ông ta luôn tìm mọi cách để hạ tiếp các đối thủ khác. Và bây giờ, cái gai thứ hai mà ông Trọng quyết tâm phải nhổ và phải nhổ cho bằng được không ai khác, chính là ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khác với Bảy Phúc, từ trước tới nay, ông Thủ tướng Chính không có biểu hiện nhòm ngó chiếc ghế Tổng Bí thư, vì ông Chính thừa biết có thách thì Trọng cũng chẳng giữ nổi và ngồi tiếp chiếc ghế rồng. Với tuổi cao sức yếu hiện nay, có cho thì Trọng cũng đành chịu. Vậy vì sao ông Tổng Trọng lại thù Thủ tướng Chính và thù từ bao giờ? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Khác với những người tiền nhiệm, Thủ tướng Chính vốn đi lên từ tướng tình báo của Bộ Công an Việt Nam và có bề dày kinh nghiệm trong công tác tổ chức, nên chiêu của ông Chính là chơi sách lược cản, tức là chở, nghĩa là cứ đồng chí nào được ông Tổng Trọng nhắm vào để trở thành nhân vật kế nhiệm, lập tức nhân vật đó sẽ nhận được tin nhắn bóng gió kiểu những sai phạm lộ ra là chết người, như Chủ tịch Vương Đình Huệ là một ví dụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc IC, là một người rất thân cận với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng cái vết nhơ duy nhất của Thủ Chính là tội công khai mây mưa với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thời làm bí thư tại Quảng Ninh. Ở Việt Nam, các doanh nhân bắt tay làm ăn với các quan chức là điều phổ biến. Thử hỏi có ai không tham nhũng không? Không bắt tay với thông thầu thì nêu ra chênh lệch để mà đút lót tiền chục tỷ, trăm tỷ và còn hơn nữa để mà lên chức. Theo giới thạo tin, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người của phe Bộ Quốc phòng, song lại có cái gai trong mắt của phe đảng, cần phải loại bỏ. Vì lý do miếng bánh tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua vũ khí đã bị Chính và Nhàn cùng với phe cánh trong quân đội hớt tay trên, khiến cho Lương Cường và Tổng Trọng mất ăn, mất ngủ. Chuyện còn rất dài, mời quý vị xem tiếp các phần sau thì sẽ rõ cuộc chiến cung đình trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 và nhân sự ban lãnh đạo của Đại hội 14 sẽ bao gồm những ai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Hội nghị Trung ương 8 vì sao Tổng Trọng sẽ chơi sát ván một mất một còn với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de